Xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với Ngọc Diệp Camera số 1. Thì ngày hôm nay em sẽ mang đến cho anh chị một dòng sản phẩm mới đến từ nhà Rabicca, một con camera có ngoại hình là một con Autobot. Đây là dòng sản phẩm mới nhất từ bên em, là một em camera Autobot A14S. Dòng sản phẩm này hiện tại đang bán độc quyền tại Camera Ngọc Diệp. Thì ngày hôm nay em sẽ đập hộp review cho anh chị xem về dòng sản phẩm camera có ngoại hình là một con robot này nha. Và giới thiệu sơ qua một xíu, con này hiện tại đang được có hai màu sắc cho anh chị thỏa sức lựa chọn là màu xám titan và màu bạc ánh kim. Trong hai cái phiên bản này, phiên bản nào cũng là dòng cao cấp nhất với chất lượng hình ảnh cho ra là 5M, với mỗi mắt cam đều có thể quay quét được 360 độ và mắt cam ở trên của nó có thể quay quét được 350 độ. Cùng em xem hết video này để xem thử em camera này có những tính năng gì đặc biệt cũng như là ngoại hình của nó như thế nào nha. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là con camera đến từ nhà Rabicca A14S Autobot. Em sẽ đập hộp ra cho anh chị xem. Trong hộp sản phẩm thì nó sẽ cho anh chị một con camera Autobot A14S đến từ nhà Rabicca. Ngoại hình thiết kế của con camera A14S này cực kỳ độc lập, tích hợp những mắt LED cực kỳ nhỏ gọn giúp cho anh chị có thể xem đen có màu và tầm quan sát lên đến là 20m. Ngoài ra thì em camera này còn có cho anh chị thêm một chế độ zoom siêu sắc nét. Thì mỗi mắt kép này nó sẽ cho anh chị mỗi chế độ zoom khác nhau và độc lập như kiểu xoay 360 độ riêng biệt. Thì mắt dưới của nó có thể xoay được lên đến là 360 độ xoay thẳng mắt cam về sau như thế này. Ở đây nó sẽ có cho anh chị một loa tích hợp giúp cho anh chị có thể đào thoại hai chiều. Mắt trên của nó thì nó có thể xoay lên đến 350 độ. Đây, lên tới 350 độ. So với mắt dưới thì nó thua chỉ có 10 độ. Thì mắt trên của nó có thể điều chỉnh được qua áp nhanh cái cùng adapter sạc với cộng dây siêu dài lên đến 1m như thế này. Trong một sản phẩm nó sẽ có tặng cho anh chị thêm một cái chân đế chữ L như thế này, cực kỳ chắc chắn bằng kim loại luôn. Và tí nữa đây em sẽ treo camera này lên tường và kết nối thử xem là em camera này có những tính năng gì hay ho nha. Thì để có thể lắp đặt được em camera hai mắt ngoài trời A14S này á, thì đầu tiên ở trong một sản phẩm á, anh chị sẽ thấy nó có một cái miếng chân đế chữ L như thế này. Thì anh chị sẽ thấy một cái khớp ở đây, nó sẽ có một cái mắt nối đây. Anh chị lưu ý giúp em là nó có một cái khớp nha, anh chị ấn nhẹ nhàng vô, khi mà anh chị ấn đẩy sát vô nó sẽ dính một cái chân đế như thế này, sau đó anh chị sẽ treo nó lên đây. Sau khi lắp đặt và kết nối xong thì đây là hình ảnh thực tế của em camera A14S đến từ nhà Rabicca này. Với chất lượng hình ảnh cho ra là 5.0 mbps nên mặc dù là buổi trưa trời rất là nắng nhưng hình ảnh cho ra vẫn vô cùng sắc nét và có khả năng chống chói vô cùng cao. Em này thì có khả năng zoom quang học 10x nên cho dù anh chị zoom lên đến 10x thì hình ảnh vẫn vô cùng sắc nét và không bị bể hình luôn. Vì đây là camera wifi nên mỗi lần khi đi xa nhà anh chị chỉ cần mở một cái app trên điện thoại là anh chị đã có thể quan sát được mọi chuyển động trong khu viên gia đình của mình. Ở đây em sẽ test cho anh chị một cái tính năng đàm thoại hai chiều của em camera này nha. Alo alo, chị đang làm gì đó? Đang làm gì đó? Alo alo, chị đang làm gì đó? Đang làm gì đó? Chị đang test tính năng đàm thoại hai chiều nè. Ok ok. Ok nha. Ngoài ra thì em camera này có thể quay quét cả mắt trên lẫn mắt dưới cùng một lúc như thế này đây. Mắt dưới thì nó có thể quay quét được 360 độ, còn mắt trên thì nó có thể quay quét được 350 độ, cực kỳ là linh hoạt luôn. Cho ra góc quay nhìn cực kỳ là bao quát trong khuôn viên gia đình của mình. Khả năng chống nước chuẩn IP66, cho dù anh chị tạt nước như thế này thì em camera vẫn hoạt động được bình thường nha. Vừa rồi em vừa show ra những đặc điểm cũng như là những tính năng cơ bản hay nhất của dòng sản phẩm mới đến từ nhà Rabicca này. Đây là con Autobot A14 đến từ nhà Rabicca với chất lượng hình ảnh mỗi mắt cam lên đến là 5.0 mbps và mắt này có thể xoay lên đến 355 độ, có thể điều chỉnh qua app. Nếu như anh chị thấy video hay và hữu ích, hãy để lại cho camera Ngọc Diệp một lượt đăng ký cũng như là một lượt like, share video nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau.